Quản trị cuộc đời. Chào mừng anh chị em đã đến với video chia sẻ của em Liễu. Trong cái xã hội hiện hành, xã hội của 6 chấm, có rất là nhiều các cái trang mạng xã hội như Facebook này, Zalo này, TikTok này và cái kênh Reel ở trên Facebook đã xuất hiện rất là nhiều những cái video ngắn mang tính chất giải trí hoặc chia sẻ. Thì gần như ngày nay giới trẻ hiện hành cũng như là mọi giới, người ta rất là thích xem các cái video ngắn giải trí. Và khi họ được hỏi là xem những cái video đó mang lại những cái giá trị gì cho công việc hiện tại cũng như là cuộc sống, thì gần như mọi người không trả lời được. Mọi người chỉ trả lời thích xem để giải trí thôi. Đấy, hoặc là cũng có rất là nhiều mua thật nhiều sách về để đọc. Nhưng mà khi hỏi là đọc những cái cuốn sách đó nó giúp bạn giải quyết những cái vấn đề gì trong cuộc sống, hay là mục tiêu đọc những cái cuốn sách của bạn đấy là gì, thì gần như là mọi người cũng không trả lời được. Đấy, cho nên cái việc cái ý thức, tỉnh thức được cái việc mình làm và cái mục tiêu của mình làm đấy nó là cái gì, nó vô cùng quan trọng. Có rất là nhiều anh chị em đi học về nội tâm, đọc các cái loại sách về chuyển hóa nội tâm. Đối với những người mà người ta đang bị rối loạn nội tâm ấy, người ta đang có cái sự là nội tâm của người ta nó không được an nhiên, thì người ta đi học để mong cầu chuyển hóa nội tâm một cách tích cực để người ta sống bình an hạnh phúc và đạt được cái điều mà người ta mong muốn ấy. Thì những cái người đó họ chuyển hóa rất là nhanh. Đấy, và họ nhớ rất là nhanh, họ ứng dụng trong cuộc sống của mình nó rất là nhanh, và họ thức tỉnh nó cũng rất là nhanh. Tuy nhiên, có những cái người cũng là đi học về chuyển hóa nội tâm, nhưng mà người ta chỉ biết học những cái khóa học đó nó rất là ý nghĩa, nó rất là hay. Nhưng mà khi hỏi rằng trong cái khóa học đó thì chị chuyển hóa được bao nhiêu, và chị thấy là cái việc học đó nó giúp ích gì cho cái cuộc sống của họ, thì gần như họ không trả lời được. Họ chỉ biết là đi học nó hay là hay thôi. Đấy, thì những cái người đó ấy, cái nội tâm của họ nó không thể chuyển hóa được. Và họ cái nội tâm của họ nó rất là nhiều những cái bấn loạn. Đấy, họ không thay đổi được. Thì điều đó nó sẽ không có cái giá trị gì, nó không mang lại những cái lợi ích gì cho cái cuộc đời của họ cả. Vậy thì sao? Vậy thì có nghĩa là mỗi khi chúng ta làm bất kỳ một công việc gì, chúng ta hãy tự hỏi. Chúng ta hãy tự hỏi là cái việc làm này nó mang lại cái giá trị gì, và nó giúp cho cái cuộc đời của mình, giúp cho cuộc sống của mình cái giá trị gì. Về mặt tri thức, về mặt kiến thức, chúng ta cần phải bổ sung những cái gì để giúp mình thay đổi và để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Đấy, cho nên là những anh chị em nào mà ví dụ như đang học về, đang làm về kinh doanh mà mình gặp các cái vấn đề về chốt sale, đúng không? Hay là gặp các cái vấn đề về giải quyết vấn đề cho khách hàng, thì chúng ta hãy nên tìm hiểu các trang mạng xã hội, đi tìm những người thầy hoặc là đi tìm những cái cuốn sách về nội dung đó để chúng ta học, nghiên cứu và ứng dụng. Hay là chúng ta đang gặp các cái vấn đề về mối quan hệ với con cái, đúng không? Thì chúng ta cần phải tìm hiểu, đi tìm những cuốn sách cũng như đi tìm những cái người thầy về lĩnh vực đó để chúng ta học, để giúp chúng ta ứng dụng và hòa hợp với con mình hơn, giúp con mình phát triển tốt hơn. Hay là các bạn đang bấn loạn là chưa biết là cuộc sống của mình, cái công việc của mình yêu thích là gì. Đấy, thì mình cần có những cái khóa học, hay là mình cần có những cái cuốn sách, cần có những người bạn, cần có những người thầy để giúp mình khai phá ra những cái điều đó, tìm ra được những cái điểm mạnh trong cái cuộc sống của mình, trong con người của mình, để mình tìm ra được cái nghề nghiệp nó đúng với con người và sự mong muốn của mình. Đấy, cho nên là lúc nào chúng ta cũng cần thức tỉnh. Thức tỉnh trong mọi việc chúng ta làm, và hãy đặt ra câu hỏi trước khi chúng ta làm một cái việc gì. Đó, chính là cái nội dung mà em Liễu chia sẻ trong cái video này. Kính chúc mọi người ứng dụng đúng cho cuộc sống của mình nhé.